Một không gian xanh mát cây trái và các bạn có thể vừa thưởng thức đồ uống, vừa phóng tầm mắt ngắm nhìn thành phố hiện đại khi đến với Espresso Hải Phòng. Quán được tọa lạc tại địa chỉ BH0601, Manhattan 20, Vinhome Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Điểm đặc biệt của Espresso Hải Phòng là sử dụng 100% cà phê từ nông trại Ban Mê. Đến đây khách hàng có thể được thưởng thức cà phê nhân xanh, một đặc sản của The Espresso Farm, Pai Robusta, được trải nghiệm tự rang pha cà phê theo sở thích của riêng mình bằng máy pha hiện đại nhất của Italia. Ngoài ra, quán còn có những đồ uống đặc trưng với hương vị tuyệt vời mà các bạn sẽ không thể nào quên như cà phê trứng, cà phê muối, trà đào cam xả hay trà mảng cầu. The Espresso Hải Phòng, dốc hết giọt cuối cùng.